Vô bức về là tối ngủ chim bao. Là anh thấy, anh thấy anh là cô dâu. Ủa em là cô dâu. Kim Hân xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog. Thì hôm nay là mùa xuân cũng gần đến nè quý vị, cho nên Kim Hân sẽ cố gắng đưa đến cho quý vị những cái hình ảnh của quê hương mình chuẩn bị đón xuân như thế nào, với những cái hoa nở rộ ra làm sao, và bà con chuẩn bị hoa đón Tết và ăn Tết như thế nào. Thì trên đường đi quay, Kim Hân đi quay với anh Trần Nên đó à quý vị, thì Kim Hân cũng biết một cái gia đình của cô người dân bình thường của mình thôi, trồng hoa rất là nhiều, hoa vạn thọ, cho nên Kim Hân sẽ ghé vào đây để chia sẻ lên cho quý cô chú và anh chị thấy được cái không khí chuẩn bị đón xuân của quê mình luôn. Mời bà con theo Kim Hân ạ. Lát mình vô tới trong kia rồi thôi, mình đeo khẩu trang để mình thực hiện 5K. Nè, nó hoa vạn thọ này nè, hoa vạn thọ màu vàng. Vàng này, màu vàng này rất là đẹp. Lâu lắm rồi đó quý vị, thì Kim Hân mới thấy được lại được cái cây ổi này. Cái ổi này mình nhìn như vậy nè là mình biết nó gần chua rồi. Dốt rồi đó, á, nó rụng luôn, thế là nó chín luôn rồi nè, mềm sụm luôn. Ồ, thơm quá. Ai đây à quý vị? Hello, hello. Giới thiệu anh Nên đó mà. Anh Nên ngồi đây nha, để em đi vô em hỏi cô mình quay một số cảnh ở đây để mình hát nha anh Nên. Quá trời đẹp luôn. Đầy hết. À, em chào chị. Ôi mình chuẩn bị Tết đó hả chị? Rồi, vui kiểu này là quá ngon luôn nè. Ý cái này mình ngâm cái gì mà nó được mềm sụm vậy vậy chị? Muối. Muối hả? Mình ngâm nước muối. À, mình ngâm muối 2 đêm. À, ngâm nước muối 2 đêm. Rồi mình có luộc gì không? Không đâu, ngâm nước muối nó tự nó xèo vậy đó, rồi xong mình rửa sạch rồi mình ngâm qua phèn. Mình chua đó. Dạ. Nó giòn vậy nè. Dạ. Đó, rồi nó trắng vậy nè. Tại vì khi mà em ăn đó chị biết không, em đi mua đó. Ừ. Em bóp cái này của người ta cứng là em không có mua, em sợ nó không thấm không ngon, mà này em đụng là em thấy nó mềm rồi nè. Đúng rồi, bị muối nó xèo. Cái này là kêu bằng cái chiêu á nghe. Ừ đúng rồi đó. Sao biết sao? Làm sao mà cho nó giòn trở lại mà nó trắng mà nó giòn chua ngọt mới là khéo luôn. Dạ. Cái này là chua ngọt, chị làm chua ngọt. À, thế là giờ tới chừng lúc mà mình làm xong nó vẫn giòn. Đúng mặc rồi. Dù bây giờ nó mềm, nó thấm nhưng mà đúng nó vẫn cái giòn. Cái đoạn đầu em thấy nó mềm nhưng mà cái đoạn cuối nó giòn. Mới là kết quả đó. Dạ. Em bóp vô em tưởng nó xèo không? Dạ. Nhưng mà thật sự là nó không có xèo. Ai qua tới đây cái bắt đầu nó đây, cứng, bắt lại. Cứng lại. Dạ. Qua cái một công thức nữa bắt đầu nó giòn lại, nó trắng lại nữa. Wow. Quá hay. Ủa vậy cái này mình làm ăn gia đình ăn Tết hay mình có bán không chị? Không chị ăn Tết. Dạ. Trời ơi, cái chiêu của chị không chừng chị làm bán đắt lắm mà bà con mình mua à. Rồi còn bông này là mình có bán không chị? Bông quá trời đẹp luôn. Bông nó bán em bán sỉ giờ lẻ đó. À dạ. Ở đây mình trồng được mấy loại hoa chị? Có một loại một à. Dạ. Cái này là có một loại hoa vạn thọ thôi quý vị, nhưng mà nó tới hai màu. Một màu là màu vàng nghệ với một màu vàng tươi, vàng chanh. Vàng chanh đúng rồi. Dạ, vàng chanh. Mình bán lẻ thì mình bán năm nay được giá không chị? Được giá em. Năm nay được giá hơi cao hơn năm ngoái một chút. Dạ. Cũng như là dịch bệnh á, làm như là hoa nó bị hiếm chị ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi nếu mình bán lẻ vậy là chậu bao nhiêu chị? 22 có. Một chậu hay một cặp? Một chậu đó nha. À một chậu. Còn mốt có. Dạ. Thôi bây giờ sẵn ở đây em đang quay clip thì chị cho số điện thoại luôn, biết đâu bà con yêu mến hai chị em người ta mua người ta ủng hộ đây sao? Rồi để chị cho em số điện thoại. Rồi. Quên rồi đúng không? Là chị mang cái đọc ha. Rồi. Chàng ơi, lút nhút đeo khẩu trang nữa cưng quá ta. Sao mặc đồ cặp vậy cả? Ăn đâu cặp vậy? Anh em ruột hả? Lên ngồi đi. Rồi. 0916. 0916. 51. Dạ rồi. 69. 69. 01. 01. Rồi, em luôn đi. Tên.
tên Hậu. Dạ, chị tên gì chị? Chị tên Hậu. Hậu, chị Hậu. Mình là ở đây là của tỉnh Kiên Giang à quý vị. Chị Hậu là cái khu này là Châu Thành. Dạ Châu Thành, tức là bà con nào mà ở gần gần đây có thể đến trực tiếp chỗ chị mua. Hoặc là liên hệ số điện thoại nếu mua sỉ. Đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Dạ anh ta mua sỉ thì người ta ra chợ bán lẻ ở trong chú nói. Em với anh Trần nên đi hát một số bài ở đây lát nữa. Nếu mà chị có tinh thần văn nghệ thì mình cùng hát luôn, giao lưu cho vui nghe chị. Rồi cảm ơn chị đó, gặp lại khán giả sau. Dạ. Nhau cùng thôn chỉ cách nhau một dòng kinh nho, ngày hơi bữa chung trên ruộng đồng cày cây, trước là sao quen rồi ngày lại ngày qua tình thâm thêm tình. Cũng tại cái nhan sắc dễ coi nét nghe đầm thắm để người ta chém nhớ thương thầm. Thôi đi, dòng lời đàn ông con trai trăm người như một, mới tỏ tình đều tan tịnh tần mây xanh. Em ơi, ấy chẳng qua muốn được bền lâu, từ cái nghĩa ban sơ đến trăm năm đầu bạc. Công cây cuối công cài là ý của thần nông, bằng lòng đi em ra duyên anh đi cưới em. Sao làm thế vậy không nói gì hết vậy? Chàng ơi, đám cưới gì mà gấp dữ vậy anh? Yêu nhau lâu quá rồi mà. Bộ anh không sợ người ta chế nhạo, hai đứa nó sợ gió bất lạnh lùng nên dội thành hôn. Con nít trên ăn chưa nó lo chưa tới, đã sớm dường mang cái nợ vợ chồng. Ở ngoài nói vậy đâu. Thế nào cũng đánh lộn gì dành ăn cho coi, hàng xóm phải bận lòng. Em à, ai không hiểu không thương cười chế đành chiều, biết cha mẹ thuận lời còn mình thất gia yêu thương. Thương á thì lâu rồi mà nghe anh xin cưới, lòng em hồi hộp như mặt nước trang yên bỗng nhẹ nhàng gợn sóng. Em ơi cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm xa. Đám cưới đồ xuân hai họ đưa dâu bằng xuồng mái đuôi tôm, nhìn sông nước tung tăng em cúi đầu em. Dòng kênh yêu thương nơi mình thường hò hẹn, nại nối nhịp cầu duyên cho hai đứa xâm dây. Ôi tình thầm duyên quê tha thiết đậm đà. Em biết không, mấy em nhỏ cùng thôn chưa vui nó hát là anh hai đi cưới chị ba, bưng rượu bưng trà mặt cao thế thâm. Đúng không? Ngày rằm đón họ rước dâu, đằng chiếc ghe bầu găng mái vàng mà. Tiếng pháo râm ran giật mình con cho chung, đàn em cùng chào nghiêng chào đón xuân. Ôi sao quê mình đồng xanh có trái tươi xanh, hoa lá reo đôi bờ ngồi với nhau đón chờ mong đôi bạn trọn duyên.
mừng xuân chim hót liêu lo xuân ấm no hữu tình chỉ có ăn một mình xin gắng đợi dài năm nữa lại đợi chờ nữa vậy mà nãy giờ bàn chuyện cưới em khéo lời bài dễ thiệt hay em biết không chứ mỗi bệnh gió đất về là tối ngủ chim bao là anh thấy anh là cô dâu ủa em là cô dâu còn anh là chú rể đã thử lòng nhau 3-4 năm nay chắc em cũng hiểu em mới cho ra duyên anh đặt lễ cao trầu anh ơi đã thương nhau xin chớ dội để em về thưa với mẹ em ơi duyên đâu duyên rồi đợi chờ chi nữa cho đời mất vui. Dạ đến đây thì Cần Nên và Kim Hân để chào quý vị khán giả là cảm ơn nghe anh. Hai bạn thành công. Có một cái chồng ngăn là lại cho đẹp trai hết. Cô thì đẹp quá trời, tôi ước gì mà tôi mà được cầm cái đời ngồi kế bên cô. Kim Hân cũng xin chào quý vị khán giả. Chúc quý vị có cái Tết thật là vui vẻ ạ. Rồi, tắt đi. Khỏi nào khúc cuối hả? Ừ. Rồi. Rồi Tết rồi. Rồi. Quá. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video. Nếu có yêu thương Kim Hân thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Kim Hân. Xin chào và hẹn gặp lại. Đường đi lấy xuân đầu năm.